xe ô tô bị từ chối đăng kiểm trong trường hợp nào? Ô tô bị từ chối đăng kiểm do bị phạt nguội mà chưa đóng phạt. Từ đầu năm 2017 đến nay, nhiều chủ xe ô tô mang đi đăng kiểm đã bị từ chối đăng kiểm vì bị phạt nguội. Theo ông Ngô Hồng Hệ, trưởng phòng kiểm định cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam, cơ quan đăng kiểm từ chối đăng kiểm với các phương tiện nằm trong danh sách thông báo về vi phạm hành chính giao thông đường bộ. Chủ phương tiện có nghĩa vụ tới cơ quan cảnh sát giao thông để phối hợp làm rõ người vi phạm và nộp phạt theo quy định. Các xe ô tô bị phạt nguội chủ yếu vi phạm các lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lấn làn, chạy quá tốc độ, vân vân. Việc các chủ xe bị phạt nguội nhưng chưa nộp phạt dẫn đến hàng ngàn xe ô tô bị cơ quan đăng kiểm từ chối đăng kiểm, không thể lăn bánh trên đường. Ô tô bị từ chối đăng kiểm do độ xe thay đổi kết cấu so với xe nguyên bản. Ông Ngô Hồng Hệ cho biết, các trường hợp chủ xe van chủ yếu hai dòng xe Kia Morning và Chevrolet Spark lắp thêm ghế sau, dù có sử dụng hay không sử dụng cũng vi phạm quy định luật giao thông đường bộ và những chiếc xe này cũng bị từ chối đăng kiểm. Trường hợp chủ xe tự ý lắp thêm cản trước hoặc sau vượt quá kích thước hiện trạng của xe khoảng 4cm cũng vi phạm quy định. Ngoài việc bị cơ quan quản lý từ chối đăng kiểm, các phương tiện này còn bị lực lượng chức năng cảnh sát giao thông xử phạt hành chính với lỗi tự thay đổi kết cấu tổng thành hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Xe ô tô kinh doanh vận tải thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tức là hộp đen, nhưng không chấp hành cũng sẽ bị cơ quan từ chối đăng kiểm. Khi đi đăng kiểm, cần mang những thứ gì? Chủ phương tiện khi đến cơ quan đăng kiểm cần xuất trình giấy tờ, giấy chứng nhận, đăng ký biển số, bảo hiểm còn hiệu lực, sổ chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận và tem kiểm định còn hiệu lực. Phương tiện sau khi đăng kiểm mà có kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn quy định sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, tem kiểm định an toàn kỹ thuật. Mức phí kiểm định với ô tô dưới 10 chỗ ngồi và xe cứu thương là 240.000 đồng. Xe ô tô khách từ 10 đến 24 ghế là 280.000 đồng. Cách tra cứu phạt nguội cho người có ô tô. Như vậy, để biết xe của mình có bị phạt nguội hay không, anh em vào trang theo địa chỉ mình để ở bên dưới phần mô tả. Nếu giấy phép lái xe làm bằng bìa giấy, chủ phương tiện chỉ cần điền thông tin số giấy phép lái xe vào cả hai khung và nhấn tra cứu. Riêng đối với giấy phép lái xe làm bằng thẻ nhựa, chủ phương tiện cần điền đầy đủ số series vào khung và tra cứu. Hãy like, chia sẻ nếu thấy video hữu ích. Anh em đừng quên đăng ký kênh của mình để liên tục cập nhật video, tin tức về ô tô nhé. Hãy bình luận cho chúng tôi biết quan điểm của bạn như thế nào. Xin cảm ơn.